mua bán tôm cá nhỏ lẻ. Xin chào đại gia đình thân quen mới biết và chưa biết, hãy xem kênh của mình giải trí cho vui và trải nghiệm cuộc sống của người miền Tây làm nghề săn nước nhé. Rất mong được sự ủng hộ và đăng ký kênh của mình xem giải trí cho vui và xin cảm ơn rất nhiều. Hiện giờ trên đường mình đang đi mua. Hôm nay mình đi dài xuống hết tiêu cầu của cuộc đôi chung qua bên bảy giá. Rồi có anh Đạt Đăng, anh Bình Tân hay là cái bò cá không? Mình quay gửi đến cho đại gia đình mình xin cho vui nhé. Mùa tháng cá nãy được lấy cá, giờ mình đi tới đây là dầm hồ, bên kia là Kinh Ba, bút bên sông đó. Rồi đây là đường đăng của anh Bình đang bắt, chưa xong nữa. Ủa anh đó, anh thấy anh bắt phụ hay gì hả, là mướn theo? Dạ hả, thấy là không kịp anh phụ hả? Đó coi kìa, có mình nên là nguyên vàng đâu. Nói không ai tin thì cho nó bây giờ đang gì mà có mình nên làm à, thật sự thực tế luôn, có mình nên ảnh à dằn vừa bắt hình như 3 ngày hả Bình, vừa dằn tới bắt luôn á, mới 2 ngày luôn trời. Ủa siêu vậy ta, ở đất mềm dễ dằn ha. Ồ cua kìa, đã luôn, lúng dữ không, lậu xuống đi dài dài theo coi. Chắc lúng quá, lộ theo nổi không biết, lộ đại đi. Vì sự đam mê mà. Ây da, cũng lúng rồi ông ơi. Thôi cũng đỡ đỡ nè. Có cá chẽm đồ không? Lúng anh ơi à. Dạ. Ôi trâu không ta, nước đang lớn mà. Cá ngát có đồ ngon không? Bự hả nhỏ? Đây, nọ. Thực tế luôn. Cá quá trời luôn. Hết đi ăn rồi. Hả? Hết đi ăn rồi. Ngập rồi hả? Nước gì bắt hết được rồi đó. Nước dưng lên rồi nè. Qua trễ quá, qua cho sớm sớm chút được rồi. Cá nó không có cả. Kìa kìa, cá trễ kìa. Cá quá trời luôn nè. Qua wow, hơi trễ quá. Nguyên dàn đăng mà nên anh đó. Lỗi mới chút xíu mệt chết. Hay thiệt chứ. Ngày nào quen ngày đó.
mỗi người có cái nghề cực khổ khác nhau. Nghề mình mê, mình ham, mình yêu thích mình làm được à. Không ham là không được đâu. Lúng quá. Mới lộ nhiêu, mệt rồi đó. Nguyên vàng này sẽ làm nổi trời, hay thiệt chứ. Phải nói mỗi người có cái khiếu khác nhau thiệt. Rõ ràng luôn cơ kìa. Ê, anh đang thấy cá anh xuống anh bắt ăn chứ đâu phải mướn theo hả? Tưởng nó mướn theo chứ. Lớn rồi. Rồi anh đậu, đại gió rồi đó. Qua trời. Hả? Lên xuồng rồi, quay cá rồi. Cạn quá, chạy vô không được. Đây là cuộc sống thực tế luôn. Mình xin chào ông bà, cô chú, bác, anh chị em gần xa. Hãy xem kênh của mình giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây làm nghề sông nước. Và đăng ký ủng hộ kênh của mình. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Dạ mệt quá. Quá wow, trời ơi. Khủng khiếp luôn. Dữ dằn. Trời ơi coi nè. Ô cái coi chừng ướt cái máy. Khủng khiếp luôn. Quá wow, trời luôn. Cá coi kìa. Rồi tắt 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 đi hả quay. Thôi thôi. Không nào tưởng tượng được. Phải nói là anh cực kỳ giỏi, cực kỳ hay luôn. Của mình nên nè. Mình bắt cái cá dần đăng luôn. Nhiều khi ông bà của chú anh chị em mình không có tin. Mua có nên mà bắt như dần đăng này không nổi. Đây, anh làm tốt cho. Anh nào giờ chứ phải mới đây đâu. Wow, anh này vô mánh rồi. Rồi, cá tôm gì à. Lừ khư rồi chứ. Tập cẩm luôn, cá ngát là nhiều. Trời ơi cái nè. Đây. Cá thiên nhiên. Cá sông thiên nhiên 100%. À, của ảnh vừa bắt đăng. Còn đây một thùng nữa nè. Trời trời sao càng ngang lúng xuống vậy. Ủa lúng luôn rồi. Hay quá. Coi nè. Quá trời luôn. Mình chờ chỗ rồi để lên. Ủa nước lớn làm gì nó lúng xuống sao mà nước lớn nó đứng nó lúng hơn nước rộng. Rất là siêu sao luôn á. Quá trời cá luôn. Đây là thực tế sự thật luôn. Anh này anh đăng mình lên đó nè. Mấy cái clip trước mình có nói là xuống dưới đuôi đó. Gặp anh Bình quay lên cho ông bà cô chú bác anh chị em mình xem giải trí cho vui. Là cá sông thiên nhiên. Trời ơi còn đây nữa nè. Bự nhỏ có đủ thứ hết. Cho nên bắt nguyên dần đang gần ngàn mét. 700-800 gì hả Bình? Mấy trăm dần đang hả? 800 hả? Wow khủng khiếp chưa. Gần ngàn rồi. Ngàn là cây số hả? Trời ơi. Vậy không mướn lính mùa này cá nhiều mướn lính theo được rồi. Người ta chắc có cho làm bãi đâu, bữa nay nó làm bữa nay nó rút rồi nè. Ờ người ta không cho dần ha. Đặt đúng trong nó dần bãi nó đặt có mẹ gì đâu. Ờ cái này. Ngàn mình làm đủ mới thay bãi làm cái cho. Cái của cũng như mấy người đặt lú á, người ta không cho đăng nữa. Chụp trúng cá quá người ta cũng ham chứ gì. Người cực khổ mà. Ham gì ai làm được mới ăn chứ đâu phải ham mà dễ làm đâu. Nguyên dần đăng là dần công phu biết bao nhiêu. Còn gì rồi chắc nó chết hết quá Bình. Chết rồi chết. Cái ngát á, tôm á, tôm này chắc chết rồi. Tôm mày không có sống như đây. Nước bãi mình đâu có rộng được. Chỉ chứ nước đâu có ai đâu mà rộng. Chết nó chết, không có sống. Bởi vậy. Trời ơi cá rồi nè. Wow trời luôn cá ngát. Tôm. Cá phèn, cá đối, kính thưa các loại cá luôn. Bữa nay là đúng thực sự luôn đó. Ây da, trời ơi, vô mắt rồi.
một xuồng cá luôn, còn thêm mấy thùng nữa. Ồ, nó dậy đây nè. Cửa này sao đổ ra, đổ qua bên ghe hả? Chứ sao lửa? Kéo nó ra ghe nè. Bởi vậy, nước đang lớn rồi, lo ra được rồi. Rồi xong còn mắc cuốn nguyên cái dàn đăng này nữa. Nó nói anh làm là đạt khí lực luôn, không có thời gian luôn, nghỉ luôn. Xong rồi phải dọn cây cuốn lưới nữa. Lựa cá dịu đủ thứ hết. Quá trời cá luôn. Này đây nè, quay mới đã nè. Công phu mà anh bắt mình nên bắt bằng tay đó, mà nhiều cái là biết bao nhiêu cái công trong đó. Trời trời trời, chói không? Dính cái láp rồi. Trôi ra biển lội theo mệt luôn á. Quạt xá cá luôn. Đây là cá sông thiên nhiên, đăng, cá đăng. Đủ thứ loại cá hết. Tôm, cua, cá gì cũng có. Phải nói là siêu sao luôn. Anh này lên đặt khí lực thế giới được. Thiệt chứ bộ, mình theo mình cảm nhận là quá siêu luôn, có mình nên. Rồi dần đăng, rồi bắt cá. Công phu mình nên, phải nói là mình còn 5 người làm còn chưa được nữa. Thiệt á. Dần đăng thấy khủng khiếp luôn, dài cái nè. Lên được mấy người kia mày. Ít quá à, mới chưa có ai đăng ký, ít à, trăm mấy hay à. Mình cũng rất mong được sự ủng hộ của ông bà, của chú bác, anh chị em gần xa, trong và ngoài nước. Hãy đăng ký xem kênh của mình, giải trí cho vui và trải nghiệm cuộc sống của người miền Tây sông nước. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Đây là thiên nhiên, cá tôm gì cũng thiên nhiên hết. Bơi lại chiếc ghe này được, nước lớn rồi. Để hỏi trôi ra ngoài kia nữa. Mình là tài mua bán tôm cá nhỏ lẻ. Xin chào đại gia đình, thân quen mới biết và chưa biết, hãy xem kênh của mình giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây sông nước nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều.